quay mỗi sân bên này thôi. Mỗi em chị đấy, quay mỗi sân đây. Đây gái học viện tài chính nha anh em, xinh lắm, nhìn thấy xinh không? Anh em hãy để lại comment ở phía dưới video này nha. Chỉ quay một bên sân thôi, không quay bên kia. Gái tài chính khỏe lắm, còn xinh nữa. Thôi mình không, mình cứ tháo lưới nó đưa lưới nó xem sao. Lưới này có tiền ăn luôn. Cầm may dư ra thì may đổi mới nhá. Ăn rồi này chết khác. Không, tôi không có. Thôi đổi làm gì em ơi. Về đi. Kéo đi. Tránh màn hình của anh ra cái thằng này. Phúc. Dạ. Tránh màn hình ra này. Đang quay gái xinh vào thì anh em ném đá chết. Đủ các tư thế chạy khắp sân luôn. Sợ không? Rất là lan xả. Ăn bánh không Dung ơi. Đấy gạo này. Rất nhanh. Vẫn còn. Không á hự nữa à? Trận này không thấy á hự gì. Trận này không hự nhiều lắm. Cái hùng này, cái duyên này. Chào anh nhé. Con này là hạt sáng mặt rồi. Hai đá. Hôm qua là em dọn cặp. Ngày xưa đấy. Đúng thằng đòi lúc chỉ đi cho trốn. Xưa xưa lại dọn ra thì chẳng được. Lâu rồi đã nhất chẳng được. Lâu Dũng sợ thua. Dũng sợ thua. Kèo mà. Kèo gì đây? Kèo lúc động thì phải. Kèo tàu phớ. Đấy, cái gì rồi? Anh Đạt đây. Thôi xong. Đánh nút kèo tàu phớ đi. Dũng chỉ nghỉ đánh từ nãy để đánh kèo tàu phớ với anh đấy. 20-15. Quá khó. Liên đoàn bản đồ miền Bắc. Chuyện em gửi gốc tin là gì? Chị không gửi cho các bạn em nhìn đích thị tưởng đích các bạn em gửi gốc chị. Nhiều đơn vị công ty đâu phải. Đúng rồi, em xóa rồi, em xóa rồi. Thì như kiểu mà rồi, kiểu như giúp cơm. Ừ, nhưng mà về nghe này, nhìn lại phân tích. Nghe bảo bên đây nó không đẹp này. Nhìn lại nó không nó luôn. Chất gì ấy? Nó cũng đỗ rừng. Nghe đã câu quê mình quen không? Ai già đập sợ nha. 3-8. Thua rồi. Cười rồi. Chiêu cũng lên. Cũng lên chiêu. Đập. Ăn rồi. 4-8. Dũng hy sinh rồi. Bay mặt thằng Dũng mày. Bay mặt thằng Dũng mày.
Chị ơi cố lên. Rất khéo léo, tuột dưới. Đúng sao, mới 04 thôi. Ây dạ, sợ nhờ lực tay kinh thật. Ây à. Kéo đôi công hay nhất thế kỷ. Khoảng cách vẫn là 5 điểm, khá an toàn. Đã xong đâu chị. Chạy đâu. Đợi qua à. Một cuộc, một cuộc. Mục đích của video này không phải để xem đánh cầu. Chị yêu con cầu gái mà sao? Đúng không? Không phải đâu, con kỳ nói chuyện với con kia trước phải đấy. Vẫn còn bay người cứu cầu sợ thật. Rất lan xả, vẫn còn không có lời vất vả. Đang live stream đấy chị ạ. Nó gọi là đúng thương hiệu luôn. 24 cũng ca xem rồi. Ngoài điểm số 22-27. Có vẻ Dũng tươi tươi đấy. Lên này, chết này. Ngoài lên. Không chịu được sớm mát của cô chi 53. Băng. Headshot. Headshot. Múc trượt, múc trượt. Xúc trượt rồi. Bao nhiêu rồi? 29, 23. 6 quả. Băng. Ôi giời ơi, headshot. Thế mà đến không, không quay được với cây chứ. Headshot. Từ sau cái này là tăng thêm kinh nghiệm. Kinh nghiệm quay phim. Từ sau phải điều chỉnh. Kém cầu hay thế nhỉ. Tiếp tục rất khéo léo. Ai dạ. 30-24. Bên kia đâu, hãy xem mặt vận động viên Dũng của chúng ta. Tâm lý quá. Đập. Đập rồi. Headshot, cố lên, cố lên. Cố lên anh ơi. Cố lên anh ơi. Cố lên. Cầu không qua lưới. Kiếm anh ơi. 25-30. Ôi lên đi. Đợi anh này. Tôi xong. Thôi. Gái tài chính phim anh em.